Anh Thắng được các chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn phối hợp cùng công an xã Đắc Rang và công an huyện Mang Iang giải cứu thành công sau 9 ngày bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Ông Bùi Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Iang, cho biết bệnh nhân Phan Minh Thắng nhập viện trong tình trạng suy kiệt. Sau khi được điều trị, anh Thắng đã khôi phục sức khỏe. Tuy nhiên, hiện bệnh nhân đang bị viêm họng nặng và hai bàn chân đau nhức do mắc kẹt giữa sông trong một thời gian dài. Theo lời kể của anh Thắng, sáng ngày 16 tháng 9, anh đã đi xem người dân câu cá ở bãi bồi trên sông Aiun rồi ngủ quên. Sau đó, nước sông dâng lên cao, cuốn trôi anh Thắng khỏi bãi bồi. Rất may anh đã bám vào được một bụi cây giữa sông rồi mắc kẹt tại đó. Anh Thắng cho biết trong những ngày bị mắc kẹt, nước sông lớn, chảy xiết nên không dám bơi vào bờ. Để sống sót, anh cố bám chặt vào cành cây, uống nước sông cầm cự. Buổi đêm trời rất lạnh, mưa nên nhiều lúc mệt quá, lả người đi. Lúc tỉnh dậy chỉ mong ngóng gặp người đi qua để kêu cứu nhưng không có ai. Một đám cháy rừng lớn đã bùng phát ở thủ đô Ecuador vào ngày 24 tháng 9, khiến người dân phải sơ tán. Thị trưởng Quito, Pabén Muñoz, cho biết tình hình nghiêm trọng và yêu cầu người dân tránh di chuyển để lính cứu hỏa có thể di chuyển tự do khắp thành phố. Ông nói thêm rằng các đội cứu hỏa đã được triển khai tại 5 điểm nóng. Những hình ảnh do người dân chụp lại cho thấy bầu trời phủ đầy khói và ngọn lửa thiêu rụi nhiều bụi cây. Theo truyền thông địa phương đưa tin, nguyên nhân gây ra cháy rừng vẫn chưa được làm rõ. Nhiều chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hạn hán hiện nay tại Mỹ Latin, khiến cháy rừng bùng phát trên diện rộng.